Thưa quý vị và các bạn, trong khi chính quyền thủ đô Hà Nội đang xin ý kiến về đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội và phụ cận thì lãnh đạo chính phủ yêu cầu thận trọng. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thận trọng trong công tác quy hoạch, bảo đảm phát triển bền vững. Theo quy hoạch do tư vấn Nhật Bản lập, ga Hà Nội ở vị trí hiện tại sẽ được bảo tồn nguyên trạng với mặt tiền nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Tư vấn đề xuất chia ga Hà Nội và vùng phụ cận thành 9 phân khu chức năng với tòa nhà cao nhất 150m, tương đương 40 tầng. Tuy nhiên, theo đề xuất của Hà Nội, trong 9 phân khu thì các khu kiến trúc, truyền thông thương mại được xây dựng chiều cao tối đa 200m là 70 tầng. Khu nghỉ dưỡng lối sống mới được xây dựng tối đa 60 tầng, cùng với khu văn hóa thấp tầng. Tổng dân số của đồ án sẽ là 44.000 người, qua đó Hà Nội sẽ tăng dân số khu vực nội đô từ 800.000 người lên 824.000 người.